chứng thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi thì diệt cái nghiệp a tỳ trong sát na. Một phần triệu cái chớp mắt đã tiêu cái nghiệp a tỳ rồi. Là vì sao? Là vì lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh, lục thức thanh tịnh thì 18 cái gọi là địa ngục lớn là không có cái lý do để hiện hữu tồn tại. Nghĩa là nguyên nhân nào khổ không có thì không có địa ngục. Bởi vì địa ngục là khá yểm, là khá cụ, là bất lạc. Đấy, còn bây giờ đây nè, tôi lưu ý đại chúng nha, chúng ta hằng ngày không khéo chúng ta đọa địa ngục nhiều lần lắm mà các vị không biết đấy chứ. Nó đau khổ cùng cực. Hôm qua ai phim có coi mà trái tim bé nhỏ của Lucarita đấy, trời ơi cái bà gia sư đó, bà độc địa, bà hiểm ác, bây giờ bà trả cái quả là trong cha ơi bà địa đọa địa ngục hiện tiền, không còn ai thương nữa hết. Sách vở tự dục, quần áo tự dục, ra khỏi cái nhà của ông Giano Đại La Vinh Tê, đi về cái nhà thằng chồng, gặp chồng giống. Trời đất ơi, chồng giống nhà của ta mà nó nói nhà của nó. Nó đòi đuổi chủ nhà đi để cho nó hưởng tuần trăng mật. Chiều nay thì nó về mở cái đó mà coi cái quả báo của cái bà cái là Florida, thọ lấy cái quả báo rồi á, còn đón mà coi cái bà Barbara nhá. Barbara nghĩa là không có gã giò mà tự nói mình gã giò. Tự mình nói mình đi xe lăn. Cuộc đời của mẹ con bà Barbara đó hoàn toàn sống trong địa ngục, không bao giờ có sống được bình an. Lúc thì sống địa ngục, lúc thì sống ngạ quỷ, lúc thì sống trong súc sanh. Là mẹ con của bà Barbara và con e gì đó, Erika, hai mẹ con ở trong nhà giàu, ở trong giai cấp gọi là quý tộc, mà không hề có một phút nào ở tới sống với con người nữa chứ đừng nói. Một là địa ngục, hai ngạ quỷ, ba là súc sanh. Đấy, nhưng mà coi phim đó hay thì coi, nhưng mà phải để ý cái này. Cái phim đó là của Vatican hoặc là của giáo hội địa phương, người ta chi tiền làm đó, của giáo hội Thiên Chúa. Hết sức tinh vi và hết sức sâu sắc để ta tuyên truyền cái đạo Chúa đấy. Người nào mà sống thánh thiện bằng lòng Chúa là sẽ được an lành hạnh phúc. Cho nên có người hỏi gì chứ, tại sao con Lunarica là nhỏ mà nó khôn quá vậy? Nó khôn theo cái kiểu của trẻ con là hành động dễ thương, cái chuyện con đúng rồi. Nhưng mà có cái nó khôn, nó biết tới những chuyện của người lớn nữa là sao? Thế thì xin trả lời rằng đừng có chấp cái đó. Mà cái đó là chuyện nhỏ, đó là hiện thân của thiên thần đó. Cho nên là cao hết là có đấng thánh mẫu, rồi có đấng thiên thần luôn luôn là tới móm lời móm ý để dạy dỗ nó, để nó làm cái việc cho đạo, cho Chúa đó. Cho nên nó khôn vậy đó, nó khôn lại qua cái sự tiếp sức hà hơi của thiên thần. Do vậy cho nên đạo diễn ta có quyền ta nhất nhỏ có 10 tuổi mà nó khôn ngoan, có những cái hiểu biết ngang bằng với người lớn, là tại vì nó là hiện thân của thiên thần. Vì vậy cho nên mình đừng bắt cái phốt đó, đừng chê cái lỗi đó mà mình bỏ cái ý vị của cái cuộc phim. Tuy nhiên là tin theo cái đó như vậy là mình tin vào cái sức màu nhiệm đó là không phải đạo Phật đó nha. Cái đức màu nhiệm đó là phải gọi là pháp thân Phật thì đúng. Mà nói rằng một người gia hộ và có những vị thiên thần gia hộ là không phải đạo Phật, mà cái đó là đạo Chúa. Cũng làm lành như vậy,
ăn ở thánh thiện như vậy sẽ được cái nhân tốt như vậy, thì cái quả tốt đó là đạo Phật. Nhưng mà bảo rằng làm lành như vậy, làm phước như vậy mà được là cái quả tốt như vậy là do các cái vị ở trên đó người ta thương, người ta giúp cho, là không phải đạo Phật. Nói ăn ở xấu như vậy, lừa đảo như gian manh như vậy rồi bị quả báo ác do ai đó phạt cho, không phải đạo Phật. Mà ăn ở ác như vậy, bất dân như vậy, vô đạo như vậy rồi tự lấy quả báo như vậy là đạo Phật. Đạo Phật là dựa trên nhân quả tự mình làm. Cho nên là coi cái đó nó có những cái mà mình cần tiếp thu được có lợi ích. Nhưng mà cái trí mình là người Phật có lợi ích mà, mình phải có cái lập trường của mình. À, chiều nay nếu mà ai có coi, có theo dõi đó là coi bà Bạc Bà Ra và bà, cái bà gia sư thì có nên lãnh rồi, lãnh được 90% rồi ạ. Bà Florida đấy, nhân quả hay lắm. Đó là vấn đề địa ngục, có nói xong rồi. Không bao giờ sợ địa ngục. Tôi còn nhắc một câu nữa. Một câu này là nói là người thường là nghe là run sợ. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, và nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Không có cái vật nào, bất cứ một vật nào đều không có thật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Bởi vì vạn pháp đều duyên sanh hết, mà có cái nào thật đâu. Có cái nào mà có cái tự ngã của nó để nó sanh ra nó, mà sẽ tồn tại vĩnh cửu hiện hữu đâu. Cho nên nhìn bằng tại nhãn là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Cũng không người, không có Phật trời chi. Người cũng có. Người là mình nói mình là người, chứ mình là một động vật cũng như vô số động vật khác trong cái vũ trụ này. Cũng như mình gọi là cây rau răm, cây rau húng, cây rau cao cấp là rau húng, hay là rau tía tô đo tầng và lá gì mình ăn đó, mình gọi là rau mà. Chứ kỳ thật nó có rau gì đâu. Nó là một loài thực vật cũng như vô số thực vật khác. Nhưng mà chẳng qua là thực vật đó nó hợp với cái có thể mình ăn được, mình sống thì mình gọi nó là rau. Chứ nó không có rau. À, học Phật người ta tư duy tới cái chỗ đó lận đấy chứ. Tư duy tới chỗ đó là tất cả những cỏ đều là cỏ. Vậy mà có những cây cỏ nó thành ta gọi là thuốc, tại vì ta cần dùng cho cái bệnh nào đó. Thí dụ cái cỏ mực thì nó cầm máu, ai bệnh thổ huyết có thể đâm cỏ mực mẫu. Cái thuốc dòi nó giảm đàm, ai bị đàm nhiều đâm thuốc dòi mẫu. Lá hu hoa ăn nó mát, ai bị nhiệt nhiều thì nấu canh lá hu hoa mà ăn. Thế thì ta gọi nó là thuốc. Thế kỳ thật nó là cũng là thực vật. Mà các cái món mà vừa nói là của người ta dùng, người ta ăn thì gọi nó là rau. Còn có những loại người ta không dùng, không ăn, cũng đừng tưởng đâu nó là cái đồ vô dụng. Nó cũng là đồ ăn của các cái con sâu, các con bọ khác. Không có cây gì mà không có con, cái con sâu con bọ ăn. Không có cái gì trên cái vũ trụ này mà bỏ không dùng. Cái cây thuốc lá mà mình hút đó, cái cây rất chịch, đắng chằn vậy đó. Mà hồi nhỏ đó tôi mỗi buổi sáng là tôi phải bắt sâu gần chết. Bữa nào mà làm biếng mà bắt dối rồi bị đòn á, mỗi một đêm vậy là nó tự ra 5, 7, 10 con sâu trong một cây thuốc. Sáng hừng đông rồi nó chưa có trốn mà dịch rồi mà bắt. Thành ra đồ ăn của con sâu, những cái trái đắng, trái độc người ta ăn có thể là độc, mà vẫn đồ ăn của những loài động vật khác.
Do vậy cho nên là đừng có tưởng đâu mình là người là ghê gớm lắm, không phải đâu. Mình là một loài động vật trong vô số động vật. Cho nên là con mắt của thiền sư người ta nói vô nhất vật rồi, còn nói về người diệt vô nhân. Vô nhân đây có nghĩa là vô ngã đấy, chứ ngã không có thật ngã. Càng không có cái gì gọi là người cả, mà là một loài động vật thôi. Nhưng mà loài động vật cao cấp hơn loài động vật khác, vậy thôi, chứ chẳng có gì khác. Nhưng mình đặt mình là người, còn mình đặt cái loài bốn chân mình gọi là thú, mình đặt cái loài có cánh mình gọi là cầm, cho nên nó cũng là động vật thôi. Do vậy trên Đức Phật là phần người chứng chân lý kỳ diệu. Ông Phật ông nói ông là gì ghê gớm, đâu ta đây là đấng lưỡng túc tôn, ta là cái người mà được các ngươi tôn quý, chứ kỳ thật ta không có ông gì ghê gớm lắm đâu. Ta là đấng lưỡng túc tôn, lưỡng túc tệ tôn. Lưỡng túc tôn là ta là cái người mà được cái hạng, cái loài hai chân nó tôn trọng, nó kính quý. Mà loài hai chân là loài người đi hai chân. Đức Phật nói vậy, ta là đấng lưỡng túc tôn, là được cái loài người, được cái loài hai chân tôn trọng kính quý, vậy thôi. Ta là lưỡng túc tệ tôn, tức là ta, chúng sanh nó tự thấy ta là người có phước đức và có trí tuệ, một chân lưỡng túc á, phước túc, huệ túc, đầy đủ phước đức và trí tuệ. Thế thì ta là người đó đó, là người lưỡng túc tôn, là người lưỡng túc tề tôn, là người được loài hai chân tôn cho là tôn quý hơn hết trong loài hai chân. Và ta là người đầy đủ phước đức và trí tuệ. Vậy thôi chứ ta không có ông gì ghê gớm lắm. Bỏ luôn cả cái chữ người nữa cơ, loài hai chân. Nhưng mà loài hai chân thì là nhân gian này ta gọi là con người. Người Việt Nam gọi nó là con người, người Trung Quốc gọi là nhân. Còn người Âu, người Á thì cũng chỉ cho cái là người, mỗi một nước có gọi cái tên khác nhau. Vậy thôi, chứ thật sự không có người gì hết. Cho nên quyền giác đó là diệt vô nhân, không có người, nghĩa là không có ngã. Cũng như vạn pháp không hề có thực chất, diệt vô Phật. Phật một tu sĩ mà dám nói diệt vô nhân thì còn có thể tha thứ, nên nó diệt vô Phật, không có Phật gì hết. Vì sao vậy? Có hỗn hào không? Có phỉ báng Thế Tôn không? Có xem thường Đức Phật không? Thưa rằng không có. Là bởi vì Phật là ai? Phàm phu là ai? Là ta. Hiền là ai? Là ta. Thánh là ai? Là ta. A-la-hớn là ai? Cũng là ta. Bồ-Tát là ai? Là ta. Và vô thượng Bồ-đề cũng là ta. Dựa trên cái trình độ giác ngộ giải thoát, nhận thức chân lý và sống đúng trong hợp chân lý thì gọi là Phật. Chứ kỳ thật trong này chẳng có cái gì là Phật. Đức Phật Thích Ca cũng là toàn bộ của cha sinh mẹ đẻ của một con người đó, mà gọi đó là vô thượng Bồ Đề, gọi là lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn, vậy thôi, chứ chẳng có trời Phật gì trong đó. Do vậy mà ta nói liễu liễu kiến vô nhất vật, vô nhân, vô Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, cũng không có người và cũng chẳng Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hay không? Cõi đại thiên này sanh diệt, diệt sanh, thành trụ hoại không, sanh trụ diệt diệt, như là cái sa mạc ở Phi Châu nói nãy đó. Bề ngang là 250.000 cây số, bề dài là mười mấy
nghìn là mấy trăm ngàn cái số nữa. Xưa kia người ta nghiên cứu cách đây chừng 10.000 năm thôi, nó là cái vùng đất phì nhiêu cỏ cây hoa màu, nước non đầy đủ, mà bây giờ nó thành sa mạc hóa, mà nó còn đi lần ra nữa. Nếu con người không khéo, không giữ được cái nguyên sinh, những cái rừng cây là sa mạc hóa cái quả địa cầu này còn nhiều hơn nữa, nguy cơ đối với loài người còn nhiều hơn nữa, nếu môi trường không khéo đề phòng. Thế thì là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Hiền cũng vậy mà thánh cũng vậy. Ta cũng là hiền, ta là thánh, rồi ta vẫn sanh diệt, diệt sanh. Ta sống với cái tâm trạng mà cái bằng bất giáo như thiện là ta là thánh, không cần ai dạy hết, mà ta tự thánh thiện, ta tự lành, ta tự sống có hạnh phúc, ta tự sống lợi mình lợi người thì ta là thánh. Dạy rồi sau đó mới tốt, mới thánh thiện thì người đó gọi là hiền. Còn cái người mà huấn luyện mà dạy dỗ mà không tốt, không thánh thiện thì gọi là phàm phu. Mà còn tệ hơn nữa thì đó là phàm phu hạ cấp, rồi phải chịu tử hình. Trên đường tôi đi hôm qua, hôm kia đây là mới tử hình hết ha, hết bao nhiêu người không biết, mà tôi ghé tôi hỏi thăm là nói đó là án tử hình trên đường đi ở chỗ cái nghĩa trang của cái huyện Thuận An. Cầu bố đi vô sự tử hình, tòa án xử tại đó. Thế thì cũng là người mà tử hình cũng do ta, làm người đầy đủ nhân cách cũng do ta, làm quan thanh liêm được mọi người tôn kính cũng do ta, và hiền thánh cũng do ta, cho tới vô thượng bồ đề nếu có cũng do ta. Cho nên là nhất thiết thánh hiền như niệm Phật, đại thiên xa giới hải trung âu. Nhìn đời như vậy rồi thì cái việc tu hành của người đệ tử Phật rất là thoải mái, nhẹ nhàng, đừng có dại dột mà sống trong đau khổ, để mỗi đêm đưa đem mái lại mà đếm bạc rồi trằn trọc ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ thì thức dậy lo làm cho ra tiền nữa, đầu óc cho nghĩa là không còn có một khoảng trống không gian nào. Thế thì là cái sống đó đối với đạo Phật là đáng thương xót. Cuộc đời đâu có bao nhiêu, sống trên đời này vừa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh có gì đâu. Cho nên là người nhân danh người đệ tử Phật, tôi xin nhắc cái đại chúng là những người đệ tử Phật của ta, ta học Phật, ta chọn cho ta một lối sống, một con đường đi có đầy ánh sáng. Đường đi có đầy ánh sáng tức là quy Phật, quay về nương tựa với cái ông giác ngộ hoàn toàn, thì giống như là ta đi con đường mà ta hướng về phía mặt trời mọc mà ta đi vậy. Quy pháp quy tăng, qua về nương tựa với chánh pháp mà sống. Chánh pháp đây nghĩa là tôi không có khuyên các Phật tử là mỗi ngày đi tụng kinh mấy quyển đâu. Chánh pháp đây là các vị phải thấy cho được cái tính chất là không có gì trở ngại, và không có gì là vui buồn, không có gì ghét bỏ, không có gì là thủ đắc đối với giảng pháp. Mm-hmm.